Chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là nắp lưng của điện thoại V Smart Star 4 ở chờ thay mới thì di động cao cấp.vn. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan phần nắp lưng vỏ máy của điện thoại V Smart Star 4 bị lỗi cong vênh móp méo vỡ hỏng, cần một địa chỉ thay mới nắp lưng cho điện thoại V Smart Star 4. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại V Smart Star 4 nói chung và phần nắp lưng vỏ máy của máy nói riêng thay mới bị các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới nắp lưng vỏ máy cho điện thoại V Smart Star 4 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship các linh kiện trên điện thoại V Smart Star 4 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn.